Đây, tiếp tục được test 40 con đem moving led zoom 19 bắc 19 x 15 W. Đấy, dòng này là dòng mắt lồi to rất sáng nhé. Đấy, trong cái form cái đời mới nó làm rất là nhỏ gọn, nhỏ nhẹ nhưng mà lại sáng, sáng hơn những cái dòng cũ. Đấy, tất cả hàng của em là hàng bao đẹp, test hoạt động nghiêm chỉnh cho anh em nhé. Đây, anh em nhìn này, 10 con đều như một luôn, 10 con đều như một luôn nhé, cùng lô cùng loại. Đấy, anh em nào mà cần cái dòng này thì đặt hàng nhé. Đấy, cái dòng, những cái dòng mà led này, những cái dòng led này rất sáng và rất bền. Đấy, làm phong nền sân khấu hay là nhuộm rất là đẹp luôn. Đấy, con nào cũng bóng lộn. Hiện tại lô này em đã hết nhé. Anh em nào mà đặt hàng ấy thì tầm khoảng chục ngày nữa em mới có hàng tiếp nhé. Chục ngày nữa em mới có dòng này về tiếp. Đấy, còn bác nào muốn đặt hàng trước thì liên hệ với em để đặt hàng. Đấy, càng đặt sớm, càng tiền tươi thì giá càng đẹp.